Mọi người thấy anh Quyết anh ấy dọn cho mình cái bếp sạch sẽ không? Đấy, có mà vài cái vết mà đen đen ố ố ở đây là ông phải cạo, ông phải đánh bằng được luôn, đánh bằng trắng thì thôi ấy. Đó, không dọn thì thôi nha, mà dọn thì rất là bóng luôn này, bóng lơ luôn. Dọn sạch hơn cả mình luôn ấy, mình đã thấy mình là người dọn rất là kỹ rồi mà anh còn dọn kỹ hơn nữa. Mọi người biết sao, hôm nay là tụi mình có một cái buổi ghi hình với lại chương trình Người Kết Nối. Đó thì bên chương trình cũng liên hệ với mình từ rất lâu rồi, thế nhưng mà hôm nay mình có mới sắp xếp để mà tham gia được ấy mọi người. Cho nên là hôm nay thì tụi mình sẽ dọn dẹp nhà cửa lại cho nó sạch sẽ một xíu ha. Để có dịp là sẽ quay kỹ hơn về nhà của tụi mình cho mọi người coi. Thank you baby. You're welcome. Trying to make it look nice. Dọn từ sáng đấy mọi người ạ. Có mỗi cái bếp này mà dọn từ sáng luôn. Kiểu làm mình bị áy náy. Không biết là cả cái bếp của mình nó có dơ đến nỗi thế không, mà ông dọn từ sáng đến giờ mấy tiếng đồng hồ chưa xong nữa. Anh ấy đánh, anh ấy rửa từng con dao một, xong rồi lau cả cái kia, lau cả cái nồi cơm điện, rồi là mọi thứ cho mình sạch sẽ bóng loáng luôn. Từ cái hũ mà muối này, rồi hũ tiêu này, nó bóng loáng chưa? Chói mắt chưa? Đấy, ông ấy bảo là chứ để lỡ mà em có lên hình mà mọi người có muốn coi nhà thì em có thể tự tin là cho mọi người coi mọi ngóc ngách của nhà mình luôn, sạch sẽ sáng bóng. Đó, ông muốn là cho vợ ông ấy nở mày nở mặt. Đó, những cái cử chỉ nho nhỏ như vậy thôi, mình không cần thể hiện quá nhiều bằng lời nói, thế nhưng mà hành động nó nói lên tất cả mọi người, thì làm sao mà không thương được, đúng không mọi người? Đó, làm sao mà không yêu không mến được. Những cái này là mình đã để ý từ đợt mà đang còn hẹn hò cơ, chứ không phải bây giờ mới như vậy đâu. It's good now baby, let's go eat. You eat. I want you to eat with me. I'm not hungry right now, I'm on a roll. Anh ấy 12 giờ trưa rồi mà còn không thèm ăn nữa. Ăn thì ngủ trưa, cho cô biết ngủ trưa, xong rồi là cho nó ngủ sớm ấy, để tối là tối nay là cho nó lên giường, nó đi ngủ sớm luôn. Tại vì là hả, quay cũng khá là trễ, quay 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam, mà qua bên mình là 10 giờ rưỡi tối rồi, cho nên là giờ đó là Kobe nó đi ngủ lâu rồi. Đó, mà nếu như mà trưa nó ngủ nhiều quá là tối nó lại thức khuya, mà mình muốn là em ấy đi ngủ sớm để mình có chuẩn bị này, trang điểm này nọ xíu, đầu óc tóc tai cho nó gọn gàng ấy. Đây, khoe cho mọi người coi, đây là hai bức tranh anh Quyết Xanh mới mua này. Đó, hôm bữa đã dọn dẹp hết tranh ảnh rồi, bây giờ hôm nay lại lôi ra, bởi vì là đó, sợ là cái nhà nhìn nó trống, nhìn nó không đẹp á mọi người. Thế là anh ấy lôi ra này. Đó, rồi là anh ấy đóng cho mình một cái kệ ở đây để treo cái nút bạc của tụi mình, của mình lên này mọi người. Đó, nhìn cho nó đỡ trống trải cái khu này ha mọi người. Nhớ lúc trước là mình dọn hết cái chỗ này là chả có gì cả. Đây thì hôm bữa mới mua thêm cái kệ này nữa. Đó, để cái này lên cho nó cao lên một xíu này. Rồi là chút xíu nữa thì có thể là đây, chút xíu nữa đó, ôi giời, cái bàn này đó lau bóng loáng. Chút xíu nữa là có thể là anh ấy sẽ đi mua một cái bình bông gì đó, anh để đây anh nói vậy đó. Không biết sao nó nhà đầy đồ rồi mà vẫn cứ đòi mua đó. Xong bây giờ là, nhưng mà chiều đến mới đi cơ. Bây giờ là hả, mình sẽ tranh thủ cho em Kobe em ăn xong. Ôi giời, nãy giờ không để ý nó, hôm nay em Kobe ăn cơm với trứng chiên với lại phô mai cô chú ạ. Ngồi tự xúc ăn đó. Bố mẹ dọn làm từ sáng giờ là em cứ ngồi em chơi, xong rồi là em coi tivi ha, em hát ha, excavator cô đi ha, đúng không? Giỏi lắm, nó ngoan lắm. Kobe yeah, mama eating candy. No, mama. Are you sure? No, mama. Open your mouth. Daddy, hear that, Daddy? Mm-hmm. Nhưng mà ấy thế nhỉ, cô bị hát bà với bà coi. Bà ơi, bà. Cháu yêu bà. Yeah. Tóc bà trắng. Màu trắng như cháu yêu bà. Cháu năm bạn vâng. Khi cháu vâng bà. Cháu biết bà. Ui. Giỏi quá. High five. Yeah. Yeah, giỏi quá nhỉ. Em uống miếng nước không? Em uống miếng nước không? Ôi trời ơi, ngon che nhỉ.
Em ăn giỏi ha, em ăn giỏi đây, xong chiều mẹ tắm rửa cho em ha. B-I-E-E-O B-I-N-G-O Hôm nay không được gặp Julie, có nhớ Julie không? Kobe có nhớ Julie không? Nhớ Julie không? Bình thường giờ tuần nào cũng gặp Julie cái ngày này này. Hả? Thằng này nó lăng xăng lắm. Thôi mình tắt máy đi cho em mới ăn nốt đi. Nào xúc đàng hoàng chứ sao lại bốc tay thế Kobe? Baby ơi, go eat. It's okay, you don't have to clean that meticulously. I don't know. Just saying, if they do happen to ask to see the inside of the trash can, we're clean. Mình mới mua thêm hai cái bình này nữa, mọi người biết để làm gì không? Để đồ ăn của Bella đó. Với lại sắp xếp lại cái tủ đồ ăn của Bella nhìn cho nó gọn gàng ấy mọi người. Đây ở ngoài đây là một cái cửa này là cái tủ này là cái tủ để đồ ăn của Bella, lúc trước là có đồ ăn của Hector nữa, rồi là máy hút bụi, mà cái máy này là mình hay thường xuyên hút bụi ở trong nhà này, nó thì mình để ở đây luôn. Bây giờ cái chỗ này là túi đồ ăn của Bella, lúc nào có một cái túi to như vậy, nhưng mà bình thường là mình sẽ đổ vào đây luôn, nhưng mà tại vì đồ ăn cũ của Bella vẫn còn nhiều á, cho nên là mình đợi nó ăn bớt bớt thì đã rồi mình mới đổ đồ ăn mới vô. Đó, trên này là một đống linh tinh này, rồi là cái đồ mà phủi bụi này, rồi là mấy cái đồ bánh xì nách của Bella này, đồ ăn khô, đồ ăn ớt của Bella này, rồi là đó, linh tinh trùng beng đây. Bây giờ mình nhìn nó rất là rối mắt đó mọi người. Mỗi lần muốn lấy cái gì là cứ phải bới móc lên đó mọi người. Đó, nó sẽ như thế này này. Một hộp là để mấy cái đồ ăn vặt của Bella, rồi là mấy cái vệ sinh răng miệng của Bella này, rồi là đồ hộp của Bella này. Đó, đó, về đây là mình sẽ để mấy cái dụng cụ linh tinh ở trong cái phòng đấy ha, cho nó gọn gàng. Mình có cái này nữa, cái nốt này là mình sẽ dính vào tủ lạnh á mọi người. Để ví dụ như là tụi mình có cần cái gì á, thường là mình sẽ làm một cái list, những cái danh sách mà mình phải làm hàng tuần ở đây đó mọi người. Đó, xong rồi là đến cuối tuần là có thời gian rảnh là hai đứa cứ thế mà theo nhìn trong cái danh sách này mà làm thôi, là mình sẽ không quên. Tại vì hỏi nhiều khi mà mình lu bu nhiều thứ mà mình quên mất ấy. Rồi cả nhà mình sẽ đi cho em Kobe đi bộ vòng vòng xíu ha, cho ra công viên chơi này. Cẩn thận đó Kobe ạ. Kobe nói Bella từ từ thôi. À hả, Bella từ từ thôi. Kobe nói đi Bella từ từ thôi. Úi dồi, nó nói Bella mà nó lè lưỡi cái thằng Kobe này. Đi từ từ thôi. Kobe khoan đã, đây. Để cho bạn đi qua nữa này, cho anh đi qua này. Đó, thấy không? Từ từ đã, cho anh đi qua. You can go. You can go. Go. Oh, Kobe. Kobe thấy rồi, Kobe thấy cái xe rồi. What are you doing? Kobe. Kiss mommy, kiss mommy. Oh no, Kobe! Kobe! Bella! He loving it, baby. Rồi, nó thấy bóng ấy, nó thấy hai anh này đang chơi bóng này. Kobe. Basketball. Ôi trời ơi, nó thấy bóng quá, nói basketball. Kobe hỏi mấy anh xem anh men có chơi coi chơi không, chơi chung không? You're so fast. Kobe. On you now. Good job. Woohoo! Get the ball, get the ball. Oh, nice. Anh coi mấy anh chơi đó. Thank you.
Yeah, he's too small for the ball right now. Maybe next year. Rồi. Được không? Kobe ơi, thôi đi ra cho mấy anh chơi nào. Kobe. Wow. Woohoo. Kobe. Did you say please? Woohoo! Oh, thank you. Okay, Kobe, let's go. Let's go. Have a good day, guys. Thank you for letting Kobe play. Yeah, thank you for letting her play. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you gì à? Đi về mấy thank you à, Kobe? Ôi ôi, đi rồi vẫn còn ngoái đầu nhìn theo. Thích không? Thế thì ăn khỏe rồi là lớn nhanh nha Kobe nha. Thế mình lớn nhanh để mốt mình đi chơi với các anh nha, được không? Năm sau mình chơi với các anh nha. Nếu năm sau mình vẫn còn ở nhà này. Which school is that? À, cửa sụt chùa. Đóng cửa. Đóng cửa. Đúng rồi, cửa đóng rồi. Cái chỗ cái đường bên này hình như là mình chưa đi cái chưa đường bên trong này bao giờ, cho mọi người coi ha. Đây là xóm của mình thì cái mùa này nó đang lá cây nó rụng hết rồi. Đợi đến mùa xuân đến mùa hè là chỗ này nó xanh mướt luôn, rất là thích. Đi cái đường này là bóng râm không à, không có bị nóng quá. Xóm mình thì cũng nhỏ nhỏ thôi à, không có quá nhiều á. Không quá nhiều nhà. Kobe đây là cái gì? Kobe nhìn đây Kobe, mẹ hỏi nè. Mẹ hỏi này. Đây đây là cái gì nhỉ? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Kobe nói nhà. Nhà. Nhà đúng rồi. Đây là cái gì? Kobe nói lại, đây là cái gì? Đây là nhà. À đây là nhà, đúng rồi. Thế đi kiếm nhà mình ha, nhà mình đâu? Nhà mình đâu? Sắp tới nhà mình chưa? Chưa hả? Đúng rồi, giỏi thế. Mắm chưa? Chưa, đúng rồi, chưa tới nhà mình. Ừ đúng rồi, chưa tới nhà mình. Thế khi nào tới nhà mình thì Kobe chỉ nha, chỉ cho mẹ biết nha, được không? Được không? Kobe nói dạ. Dạ. Đúng rồi, đi. Nên là Daddy đi nhanh quá. Cô nói Daddy đi nhanh quá. Đúng rồi, Daddy đi nhanh quá, Daddy từ từ thôi. Daddy từ từ thôi. Daddy từ từ ơi. Đúng rồi, Daddy đi nhanh quá. Thôi đi về mình măm măm ha Kobe ha. Bird. À bird, bird tiếng Việt là cái gì nào? Bird. À chim, con chim. À chim. Đúng rồi, tiếng Việt là con chim. À chim. Ừ, Kobe nói với mẹ Kobe nói bằng tiếng Việt chứ, đúng không? À chim. Ừ, đúng rồi, con chim. Bird. Hả? Cò. À, kho hả? Kho là cái gì nào? Kho tiếng Việt là cái gì nào? Xe. Kể. Đúng rồi. Cái thằng này lâu lâu phải ôn lại, không phải nó toàn nói tiếng Anh thôi. Toàn nói tiếng Anh thôi thì ai mà hiểu. Vậy làm sao bà ngoại hiểu Kobe được nào? Nè. Ừ, đúng rồi bà ngoại. Đi. Mọi người ơi, hôm nay hả? Lâu quá rồi không ăn lại pizza hết. Nói là tối nay không có nấu cơm. À, mình mở ra cho mọi người coi nha. Đó, mọi người thấy không? Đây là pizza pepperoni này. Cái này họ nướng hơi cháy ha. They ate half our pizza. Who? Pizza Hut. What the heck? It's missing. That wasn't me, I swear. Nãy hả, đi đường. Nãy đi đường đói quá mọi người. Thế xong rồi là hả, anh Quyết đánh xé hai miếng ăn rồi. Mình xé một miếng bên đây ăn nữa. Còn đây là cái phần combo của nó mọi người. Bên trong này là có gà parmesan. Đó, với lại cái này là cheese stick. Mà họ nướng hơi cháy một xíu. Nhưng mà Pizza Hut, không biết mọi người có thích ăn Pizza Hut không? Mình trong các pizza thì mình thích Pizza Hut nhất luôn. Xong đến Pizza Macro, xong rồi là Domino Pizza. Đó, những cái thứ bên đây thì họ làm rất là ngon đấy mọi người. Rất là nhiều cheese, nhiều phô mai này, thấy không? Đó, phô mai này ngập tràn luôn. Bây giờ mình sẽ mời mọi người ăn chung với lại vợ chồng mình nha. Ăn tối đây, ăn tối nhanh chóng để xong rồi là tí nữa là mình còn lên tắm rửa xong rồi là trang điểm xíu là chiều là à một xíu nữa là
là quay video rồi đó mọi người, lên sóng. Ngon không Kobe? Kobe ăn đi ha. Ngon quá. Em cầm hai tay đi. Thường này mình hay order cái pizza mà Marco ngay đầu cổng này. Hôm nay cái em bố cứ thèm ăn pizza hết. Oh, another pizza. Yay. Kobe cầm ăn đi. Try a big bite. Yay. Cô biết ăn cái này không? Cái này nhiều phô mai này, cheese này. Chào. You don't love me, mommy. You don't love me, mommy. Ô, làm sao vậy? Chàng trai mỏng manh thế. Bobby wants some pizza. Nãy em bảo quên mà. Oh, mommy. Mommy, no. Em ăn đi, để mà lấy khăn nha. Mọi người thấy không? Nhà có con nhỏ là như vậy á. Đồ ăn một bữa ăn mà cũng không có được yên ổn đấy. Lúc này con khóc, cứ lúc nào nó vui thì nó vui, lúc nào nó quấy thì mệt mỏi luôn. Life is pretty rough. Sao lại buồn ngủ với sao, Kobe? Kobe's a big one, honey. Wow. It's really good, baby. The pepperoni. I have always loved Pizza Hut. I mean, ever since I was a little kid, I've always loved Pizza Hut. Just, and my favorite pizza. I think I've tried every pizza joint out there, and it's just the crust and the way it's kind of, I don't know, the texture and everything, perfect. Bây giờ thì bố sẽ cho em Kobe đi ngủ trước ha. Mình sẽ đi trang điểm một xíu, trang điểm nhẹ nhàng thôi. Tại vì là chút xíu nữa thì em Kobe không khóc thức không nổi đâu. 10 rưỡi mới bắt đầu quay, mà thường là em Kobe khoảng 9 giờ 9 rưỡi là nó ngủ rồi đó, cho nên là hôm nay là chỉ có hai vợ chồng mình thôi nhá. Đấy, cái giường của nó thì nó không ngủ đâu, nó có phòng bên kia đó, có giường ngủ đàng hoàng, mà cứ đến đêm là nó dậy xong nó kêu mommy daddy, mommy daddy, xong nó khóc ầm lên. Thế là hả, bên kia thì mình hay thức khuya mình làm bên cái phòng bên kia đó, thì mở đèn sáng là em ấy cũng hay dậy ấy, cho nên là thôi mình cho nó qua đây nó ngủ với bố mẹ luôn đó. Ok, nói chung là mình chuẩn bị xong xuôi sớm ấy là ngồi nghỉ ngơi thôi, không có gì hết, để xem là test camera xong rồi như thế nào á mọi người. Đồ nghề trang điểm mình cũng đủ cả đấy, nhưng mà lâu lắm rồi là không có đụng đến những cái đồ mà như là nền rồi là che khuyết điểm hay gì đó, nhưng mà nói chung là mặt mình, da mặt mình cũng mấy hôm nay cũng khá là đẹp, không đến nỗi nào. Mình chỉ có lấy một chút xíu phấn nền đó để cho mặt nó sáng lên một xíu thôi. Này, trước tiên thì mình sẽ sức primer nha. Primer là mình sức của cái hiệu này. Mua mà xong rồi như mới dùng được có 1-2 lần gì á mọi người. Mỗi lần mà đi ra ngoài ấy, là mình chuẩn bị chắc chưa đầy 5 đến 10 phút. Anh Quyết Sánh còn bảo là trời ơi sao mà em nhanh lẹ quá vậy. Kiểu như đây bình thường là con gái sẽ rất là mất thời gian, điệu đà mất thời gian đúng không? Còn mình nhanh lắm. Ví dụ như hôm nay biết đi đâu ấy, là chuẩn bị trước mặc cái gì, rồi là bây giờ đi ra ngoài thì khẩu trang không à, nên là nhanh lắm. Một phát sọt vào là xong là đi luôn ấy. Ít khi là mình phải mất nhiều thời gian cho trang điểm ấy. Bây giờ mình sẽ sức một chút xíu cái này Glossier ha. Cái nọ này rất là hay này mọi người. Cái serum đây là cái oil serum đó. Thì cái serum này, cái serum này nó sẽ giúp da của mình nó căng bóng như là da Hàn Quốc vậy á mọi người. Nó kiểu nó hơi ánh ánh một xíu, màu rất là đẹp luôn. Mình cho mọi người coi này. Đó. Chất nó lỏng lỏng như vậy này.
Thế xong rồi sức lên, mình sức cho mọi người coi nha. Bây giờ chưa sức là thấy nó chưa gì đúng không? Bây giờ sức vào là xong là sẽ thấy da rất là bóng luôn. Mọi người thấy đẹp không? Mình nghĩ là hôm nay là sẽ là một cái video mà mình có nhiều thứ mà mình sẽ chưa tâm sự hay là chưa chia sẻ trong bất cứ một cái video nào. Thì khi mà mọi người coi cái video này thì mọi người có thể là hiểu hơn về mình. Bởi vì mọi người thấy đấy, bình thường là trong những video là mình không có hay kể lể nhiều ấy, về những khó khăn, về những cái nọ cái kia là mình rất là ít khi mình kể. Đó, nói chung là hầu như không bao giờ kể luôn đó mọi người, bởi vì là những cái điều đó thì nó không phải là cái mục tiêu mà mình muốn hướng tới trong những cái video của mình. Bây giờ thì mình sẽ sức foundation nha. Đó, mình không có chấm thẳng vào mặt mà mình lấy cái bông mút này mình thấm. Nó sẽ tốn rất là nhiều kem nền. Thế nhưng mà mình muốn nó nhẹ nhàng nhất có thể luôn. Mình không muốn là quá đậm ấy. Đó, bạn nào mà có trang điểm chuyên nghiệp ấy thì góp ý mình, đừng cười mình nha. Mình trang điểm theo tổ tiên mách bảo. không có giỏi về cái khoản này đâu. Mọi người bảo là mình đi sửa mũi đi. Thế xong rồi là hôm bữa mình mới chọc anh Quýt, mình bảo là thế hôm nay về Việt Nam thì cho em đi sửa mũi nha, sửa cao lên ấy. Anh bảo không. Không là không là không. Với lại mọi người biết sao, cái mũi của mình tuy là nó không được hoàn hảo, không được đẹp, thế nhưng mà mọi người biết đấy, mỗi người là trừ những cái người nào mà có mũi mà nó gãy hay là nó quá to hay quá xấu thôi thì người ta mới tìm đến cái phương pháp là phẫu thuật thẩm mỹ thôi, đúng không? Còn đâu thì mình cũng không đến nỗi quá xấu đó. Và thứ hai là mình sửa mũi là mình sửa tướng, bây giờ mọi thứ nó đang rất là êm đềm, đúng không? Mà mình sửa đi thì nó lỡ có chuyện gì không may thì sao, đúng không mọi người? Đó, với lại hả, lúc trước là cái chị này chị bói cho mình ấy, thì chị bảo là cái mũi của mình thì là cái mũi to phóng khoáng ấy. Nói chung là hao tiền tài, thế nhưng mà lại là cái mũi mà hạnh phúc về đường chồng con đó. Đến bây giờ thì mình thấy thật như vậy thật đó mọi người. Đó, mọi người thấy không, nhẹ nhàng thôi, đó là da mặt mình nó đã mịn màng hơn rất là nhiều rồi đó. Mấy hôm nay mình thức khuya nhiều quá nên là hay bị quầng thâm mắt. Nói chung là mình hay bị quầng thâm mắt bởi vì ít ngủ ấy. Không phải là thiếu ngủ đâu, thực ra là cũng có thời gian ngủ, nhiều khi là cũng có thời gian ngủ nhưng mà không ngủ được ấy. Mình là người rất là khó ngủ. Đây là cái kẻ lông mày mà cách đây mọi người nhớ cái video chắc phải 3 năm, 4 năm về trước rồi. Mình đã có quay cái video về cái kẻ lông mày này rồi, nó vẫn còn đây nè mọi người. Mình mua cái này bên Thái Lan có đâu. À không, cái cây này mình mua ở Việt Nam 80.000 nè, vẫn còn dán này. Đó. Mình chỉ đồ những cái chỗ nào mà mình còn thiếu thôi, còn lại không thì cứ để nguyên si vậy luôn. Nói chung là lên video để cho nó tươi tắn một xíu thôi ấy, mọi người, chứ không cần là phải lộng lẫy như mình đi tiệc. Đó, vậy thôi đó. Xong rồi mình sẽ lấy một cái cọ nhỏ như vậy này, mình đồ lại để cho nó đều. Mình thực sự là khâm phục những cái người phụ nữ nào mà có thể ngồi hàng tiếng để trang điểm được ấy. Ôi dồi ôi, mình không có cái sức kiên nhẫn như thế. Xong bây giờ thì mình sẽ bấm mi, rồi chút mascara. Đây, mascara thì mình chút cái này của Maybelline ha. Này nó cũng muốn khô rồi mọi người, tại vì hả cũng ít dùng ấy, nó khô hết rồi. Mọi người, đây là bộ váy anh Quýt mua tặng cho mình. Anh Quýt là người lựa cái bộ này cho mình luôn. Bây giờ thì mình còn tới 30 phút nữa thì mới bắt đầu tới giờ ấy mọi người, nhưng mà mình đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi đây rồi chờ các anh chị rồi mọi người vô là mình sẽ bắt đầu quay thôi nha.